Lam Hiên Vũ lúc này vốn phóng tới bên này, chuẩn bị phụ trợ chiến đấu, nhưng lúc hắn chứng kiến Ngọc Hoàng bị ném trở về, hắn dừng bước, bởi vì hắn hiểu được, chính mình xông lên, ngoại trừ chịu chết, căn bản là đều không làm được gì, chênh lệch ở giữa hai bên thật sự là quá lớn. Ai có thể nghĩ đến một bên 5 người bị đánh chết 4 người, một bên dưới tình huống hoàn hảo, không tổn hao gì, lại bị Đường Vũ Cách đánh trả thành ra như vậy. Hiện tại hắn hiểu rõ vì cái gì một nữ nhi như Đường Vũ Cách có thể chỉ huy chúng bạn, là để cho huynh đệ Lý Tư Kỳ và Lý Tư Minh hồn xưa có được Huyền Vũ Thuẫn mạnh mẽ như vậy đến nguyện ý vì nàng mà như thiên lôi sai đấu đánh đó. Nàng bằng vào chính thực lực tuyệt đối của chính mình. Lúc này thì bọn hắn chỉ còn lại có đống thiên thu, một người không hồi phục bao nhiêu sức chiến đấu, còn có Lam Hiên Vũ cùng với Nguyễn Ân Huy Huy vừa mới thi triển ra lồi lăng chiếu cố, rõ ràng đã có chút rụt xe, còn có 20 giây, giết các ngươi vậy là đủ. Đường Vũ Cách lôi này bọc nát tỉa sấm sét cuối cùng, lạnh lùng nhìn Lam Hiên Vũ ba người. Vừa sải bước tới, thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy. Đối với Lam Hiên Vũ có hai hoàn, nàng thậm chí nhìn cũng chưa từng là liếc tới. Theo vừa mới liên tục chiến đấu, nàng đã nhìn ra tác dụng nhấn lất của Lam Hiên Vũ tại cái đoàn đội này là phụ trợ. Có hắn tăng phúc, những học sinh nằm nhất này có thể bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa tu vi của bản thân bọn hắn. Thế nhưng mà cái này thì làm được gì? Đó căn bản không thay đổi được gì hết. Cho dù là tăng lên 30%, như trước không hề nào là đối thủ của đại ngũ hành thần quang. Phải biết rằng, giữa tình huống nàng thi triển ra đại ngũ hành thần quang, thậm chí đối chiến với qua hồn thánh, tại trước khi đại ngũ hành thần quang tiêu tán không rơi vào thế hạ phong, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thắng gian nan như vậy. Nguyên Ân Huy Huy vừa mới thi triển ra lùi lằng chưa cố, đã không có bao nhiêu chiến lược nữa rồi, đánh chết ba người này còn cần 20 giây, 10 giây vậy là đủ. Điều duy nhất làm cho nàng có chút nghi hoặc chính là lúc trước nguyên bản là Miền Vũ kéo Lam Mộng Cầm về, hơn nữa có ý định tiến lên cứu viện, lúc nhìn thấy chính mình đem Ngọc Hoàng trưởng trở lại về sau, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, xong về Nguyên Ân Huy Huy, liệu hắn và Nguyên Ân Huy Huy hợp lại một chỗ thì sẽ làm được cái gì? Liều mạng thôi, hoặc là thắng hoặc là chết. Lam Hiên Vũ lúc này đã vọt tới trước mặt của Nguyên Ân Huy Huy, hướng hắn hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình đã đến sau lưng của hắn. Lân phiến màu vàng, lân phiến màu bạc trên hai cánh tay đồng thời có hào quang tỏa sáng. Đôi bàn tay ngang nhiên trưởng nhẹ ra phía sau lưng của Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy lúc này còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên cảm giác được ở phía sau của mình chuyển đến hai cỗ lực lượng cổ quái vô cùng, một loại là lực lượng quen thuộc lúc trước kích thác ra huyết mạch của hắn sôi trào, mà một loại khác là một cỗ lực lượng có loại cảm thụ thiên biến vạn hóa kỳ dị. Cỗ lực lượng phảng phất làm hết thảy tất cả không khí xung quanh đều giống như bị phân tán. Mà khi hai cỗ lực lượng này đồng thời xung nhập vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể của Nguyên Ân Huy Huy đều lập tức trở lên trên cứng ngắc, lỗ tai của hắn lập tức biến dài, trong hai tròng mắt đồng thời xuất hiện ra hai vầng sáng hình dáng giống vòng xoáy. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình tại trong chốc lát phảng phất đã bị cắt nát, kịch liệt đau nhức, toàn bộ đại não tại thời khắc này giống như bị nổ tung. Nguyên Ân Huy Huy lúc này hét thảm một tiếng, tóc tai phiêu đãng mà phất phới. Hắn lúc này giống như là bị quăng vào trong một cái lò luyện. Tử tinh linh cung ở trong tay kịch liệt rung động lắc lư, sau đó từng đạo vết sạn nhanh chóng xuất hiện. Đường Vũ Cách đang phóng tới hắn bên này, thấy một màn như vậy không khỏi sửng sốt một chút, tốc độ thoáng chậm lại trong chốc lát, sau đó nàng giật mình chứng kiến. Thời điểm một tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, tử tinh linh cung ở trong tay của Nguyên Ân Huy Huy vậy mà vỡ nát, uỳnh một tiếng. Tử tinh linh cung lúc này hóa thành ánh sáng tím nổ tung đầy trời. Ở sau lưng Nguyên Ân Huy Huy, phảng phất có một ngọn lửa màu vàng cùng với màu bạc bốc cháy lên, đan xen vào nhau. Hắn đang kịch liệt thống khổ, thân thể cả người hắn đều bành trướng, lập tức tăng trưởng đến cao rất cao, tầm 1m9, mà ngay cả khuôn mặt đều trở lên giống người trưởng thành. Nguyên Ân Huy Huy vốn nhìn rất đẹp, tướng mạo không kém hơn Lam Hiên Vũ bao nhiêu, lúc này đột nhiên trở thành thành thục, lập tức trở lên vô cùng anh tuấn. Toàn bộ người xem đều có một loại cảm giác kỳ dị khó có thể hình dung. Đường Vũ Cách đứng nhìn hơi sững sờ. Một đôi lỗ tai dài theo mái tóc chùi xa, sau lưng một đôi trong suốt cánh tùy theo đó giang ra. Đôi cánh kia có màu vàng kim nhạt, có thể thấy trên bề mặt có kỳ dị hòa văn kéo dài liên tục ẩn hiện, sang óng ánh long lanh, có thể nhìn xuyên thấu qua phía sau cánh. Đôi cánh này mở ra, Nguyên Ân Huy Huy thân thể cũng tùy theo đó lơ lửng trên mặt đất, mà trong chớp mắt, vẻ mặt thống khổ trên mặt hắn biến mất.
Một loại cảm giác bất an lập tức tại trong nội tâm của Đường Vô Cách hiện lên, nàng không chút sợ dự kích phát ra đại ngũ hành thần quang, ở sau lưng lóe lên ánh sáng mãnh liệt, đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn, thẳng đến phía Nguyên Ân Hủy Hủy sau khi biến dị đánh tới. Đôi mắt của Nguyên Ân Hủy Hủy lúc này khép kín, trong nháy mắt đó, toàn bộ thân thể đều phát ra cảm giác thần quang uy nghiêm. Hai cánh ở màu vàng kia, kim nhạt ở sau lưng vỗ nhẹ nhẹ, tay phải nặng yến không một tiếng động dừng lên, phảng phất men theo khí tức giống như là hủy diệt thiên địa, chậm một quyền Đường Vũ Khách oanh đến. Quang mang lăm màu bắn ra tại trong lòng bàn tay của nàng. Đường Vũ Khách lúc này chỉ cảm thấy rằng mình đánh trúng Nguyên Ân Hủy Hủy, nhưng trên người của hắn căn bản không có nửa điểm gợn sóng năng lượng tồn tại, giống như là mặt hồ nước tĩnh mịch, vô luận là võ mạnh thế nào đều là không thể nào kích thích nó nửa phần rung động. Tiếp theo ở trong nháy mắt, một chùm ánh vàng sáng màu vàng kim nhạt bỗng ngang nhiên từ trên người của Nguyên Ân Hủy Hủy dâng lên. Thân thể của Đường Vũ Cách lập tức là bị đẩy lùi, bay ra bên ngoài. Nguyên Ân Hủy Hủy sơ tay lên ở trong không trung, một thanh trường cung cực kỳ lớn dài đến 2 mét xuất hiện ra tại trong lòng bàn tay của hắn. Trường cung màu xanh lá giống như là một nhánh dây óng ánh sáng rực rỡ chế tác mà thành, ở phía trên khảm nạm nhiều bảo thạch xanh lá, bao trùm toàn bộ bề mặt cán cung. Phía trên huyền lệ trường cung tản mắt ra vầng sáng nguyễn lệ. Tại thời điểm trường cung kia lưng lên trên thòn trong nháy mắt, đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách còn không có là tiêu tán, nàng đột nhiên phát hiện ra rằng mình không nhúc nhích được. Trong nội tâm của nàng vô cùng hoảng sợ, thức tỉnh lần thứ hai, chẳng lẽ vào lúc đó tên kia đã thức tỉnh lần thứ hai, có thể coi như là thức tỉnh lần thứ hai, có lẽ cũng không có mạnh mẽ như vậy mới đúng. Hắn đến rốt cuộc là đã làm gì, hoặc là nói tên La Miên Vũ kia đối với hắn là làm cái gì? Không có âm thanh dây cung vù vù, Nguyên Ân Hủy Hủy lúc này tựa hồ chỉ là đưa tay khẽ kéo. Tiếp theo ở trong nháy mắt, Đường Vũ Cách chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Trong chốc lát, hết thể tất cả hồn lực giống như là cũng bị rút sạch. Đại ngũ hành thần quang của nàng chỉ có thể để dùng để phòng ngự. Trong nháy mắt, mũi tên bắn ra 10 phần giống như ảo ánh, như có như không. Nàng thậm chí không thể nào thấy rõ hình dáng mũi tên kia, hết thể tất cả đều biến mất. Một đạo ánh sáng khác lúc này tại trên đài bay lên, Đường Vũ Cách lúc này đã chết. Giờ này khắc này, cho dù là không có ngăn cách âm thanh, toàn bộ khán giả chung quanh sân thi đấu cũng lạnh ngắt như tờ. Ngoại trừ dùng đống, hiện tại không có cách nào dùng bất luận từ ngữ gì để hình dung trạng thái của bọn hắn lúc này. Đây là một trận đấu như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chứng kiến tiểu vũ sơ kỳ chiến đấu đội kim hồn cấp đội này. Chiến đội này là có hồn sư hài hoán, bọn hắn tràn đầy thất phóng, ra vé thế nhưng mà không thể nào rẻ hơn đó. Trận này nhất định chính là một trận chiến một chiều. Thế nhưng mà chiến đấu bắt đầu về sau, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, chính là không biết cổ quái kỳ lạ chiến đội kia dùng phương pháp như thế nào. Vậy mà làm cho hai gã đồng đội của tiểu vũ sơ tình chiến đội này thân thể tự bạo, từ đó làm cho tình huống nghiêng về một phía xuất hiện, nhưng là nghiêng về hướng khác. Liên lực lượng phòng ngự mạnh mẽ như hai huynh đệ Lý Tư Kỳ và Lý Tư Minh đều bị kích phá ra từ bên trong, làm cho toàn bộ chiến đội lâm vào trong tình cảnh túng quẫn, chỉ còn lại có một người. Ngay tại thời điểm bọn hắn cho rằng tiểu vũ sơ tình phải chịu thua, Đường Vô Cách đột nhiên lại phát ra thần uy, bằng vào một mình dùng đại ngũ hành thần quang ngăn cơn sóng dữ, ngang nhiên liên tục đánh chết hai người. Thế cùng chiến đấu lại bị thay đổi theo chiều ngược lại, đối cuối cùng là chiến thắng, hiển nhiên sẽ là tiểu vũ sơ tình. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại có thể diễn ra một màn như vậy, hay lại là một cái vũ hồn dung hợp kỹ xuất hiện. Nguyên Ân Hủy Hủy lập tức biến hóa, phảng phất giống như thần thánh hạ phàm, đánh chết Đường Vũ Cách, một mũi tên định càn khôn, đem Đường Vũ Cách với đại ngũ hành thần quang còn không có tiêu tán lập tức là đập một phát chết luôn. Cục diện trận chiến đấu thay đổi liên tục như vậy, thật sự là quá đặc sắc cũng quá kích thích. Cuối cùng, chiến thắng, dĩ nhiên là căn bản không có danh tiếng gì, cấp bậc cũng là thấp nhất, kỳ lạ quý hiếm cổ quái chiến đấu. Tại bên trong trận đấu này, chỉ là có vũ hồn dung hợp kỹ lại có đến 4 cái. 4 cái vũ hồn dung hợp kỹ lúc nào cũng đáng giá như vậy. Cổ quái kỳ lạ chiến đội vậy mà thể hiện ra được nhiều đến 3 cái vũ hồn dung hợp kỹ. Đây quả thực là biến thái ở trong biến thái, quái vật trong quái vật. Hào quang lóe lên, La Miên Vũ, Nguyên Ân Hủy Hủy, Đống Thiên Thù ba người cũng ra sân thi đấu. Lưu Phong cùng với Lam Mộng Cầm lúc trước bị đánh chết cũng đang ở bên ngoài chờ. Chứng kiến ba người bọn hắn đi xa, Lam Mộng Cầm sắc mặt cực kỳ là khó coi.
Thua, quá mạo hiểm, tên kia thật sự quá mạnh mẽ. Nguyên An Huy Huy lúc này biểu lộ ra là hoàn toàn ngốc trệ, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn đã một lần nữa khôi phục lại bình thường, chỉ là hai con người nhìn rất là thất thần, thân thể vẫn còn không ngừng run rẩy. La Mên Vũ không có trả lời La Mộng Cầm, mà là đụng đụng Nguyên An Huy Huy. Ngươi không sao chứ? Nguyên An Huy Huy lúc này há to miệng, giống như muốn nói cái gì đó, lại không nói ra. Tiếp theo ở trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo hào quang biến mất. Một màn này lập tức dọa bốn người khác nhảy sững, đột nhiên biến mất, mất kết nối sao? Chỉ là hôn mê ở trong hiện thực mới có thể xuất hiện ra tình huống như vậy. Đang tại ở trong khoang thuyền mô phỏng, thế giới hiện thực như thế nào lại bị hôn mê?